là đàn ông, đừng để bản thân nghèo, bảy thứ này. Nghèo về tiền túi, nghèo về gia cảnh thì không nói, nhưng đàn ông mà nghèo, về bảy thứ này, nói thật không ai có thể kiên nhẫn bên anh em cả đời được đâu. Tôi ghét chữ nghèo, và cũng chẳng ai thích gán ghép chữ nghèo đằng sau mỗi câu giới thiệu về bản thân. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng là thứ được sinh ra để quyết định cuộc đời mỗi con người. Bàn về cái nghèo của người đàn ông, tôi không quy về chuyện tiền bạc hay hoàn cảnh gia đình, mà có ba thứ này. Bảy thứ mà nam giới, nghèo, hay không đều nằm ở lựa chọn, thay đổi và thoát khỏi nó nếu cố gắng. Một nghèo nàn về ý chí, an phận với những gì mình đang có là thứ duy nhất kéo anh em xuống trở thành một con người lạc hậu, chậm chạp và chẳng có gì trong tay. Dù có là công tử sinh ra đã nằm ở vạch đích hay một gã nhà quê mới lên tỉnh, sự khác biệt đều nằm trong cách suy nghĩ, muốn thay đổi thì phải có chí cầu tiến và cách hoàn thiện bản thân. Đàn ông cố gắng nỗ lực mỗi ngày thay đổi, lột xác và trưởng thành mới hy vọng đổi đời, thành công và có tương lai tốt hơn. Chẳng ai muốn là một bản thân đã cũ, cũng chẳng ai muốn tiếp xúc với một con người lạc hậu cả. Cũng chẳng ai ở bên cạnh anh em giúp mãi một người thích dậm chân tại chỗ cả, hãy nhớ lấy. Hai, nghèo về sự cố gắng. Ý chí còn nằm ở sự tự tin, vượt qua khó khăn, không từ bỏ mục tiêu mình đã ra, gã trai trưởng thành không tự thay đổi được suy nghĩ đó thì đừng mong thoát nghèo. Chuyện này không cần phải nhiều lời, vì anh em đều biết cái giá phải trả cho sự lười biếng là gì rồi. Ba, nghèo nàn về trí tuệ. Nhiều tiền không quý về việc nhiều kiến thức, bởi vì có kiến thức chúng ta mới biết cách làm giàu cho bản thân. Học thêm đi, chưa bao giờ là quá muộn hay quá đủ khi đón nhận một điều gì đó mới. Cũng đừng tự mãn về hiểu biết của mình mà từ chối cái mới. Con người nằm trong vùng an toàn quá lâu dễ sinh hoang tưởng và thụt lùi về mặt ý chí. Anh em hiểu ý tôi nói chứ? Học cả cách lắng nghe, và biết chọn lọc thông tin, cái nào cần thiết cho mình, cái nào là tin giáp để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Một người cần thăng tiến tổng công việc nếu họ tích lũy đủ về mặt kinh nghiệm cũng như kiến thức, và làm sao giàu được nếu đi làm mà anh em vẫn mãi ở một vị trí suốt 10, 20, 50 năm làm việc đây. 4. Nghèo về mục đích sống. Hệ quả của cái nghèo thứ nhất dẫn chúng ta đến việc không tìm được lý lẽ để sống, khác nào ta chỉ là người tồn tại, vô hình ở cuộc đời này. 5. Nghèo về sự tự tin. Bản lĩnh đàn ông thể hiện qua hành động. Một người nghèo nàn sự tự tin thường sợ hãi đủ đường, bàn lùi đủ thứ, ngại bước ra ngoài vùng an toàn của bản thân, ngại thay đổi một điều gì đó mới mẻ, không muốn người khác đặt kỳ vọng lên mình và chỉ thích làm một thứ duy nhất. Sao, vài dấu hiệu tôi nêu ra ở đây anh em có thấy dính miếng nào chưa? Nếu rồi thì phải thay đổi thôi. 6. Nghèo nàn về mặt cảm xúc. Đừng nói là đàn ông phải mạnh mẽ, vô cảm, cứng rắn và cứng nhắc, đó là quan niệm xưa miêu tả một gã gia trưởng. Không ai cấm anh em lúc nào cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong khi buồn, giấu nụ cười khi đang vui hay tức giận mà thể hiện ra bên ngoài. Nhưng đừng quá lố, biết kiểm soát cảm xúc tiêu cực là điều cần biết. 7. Nghèo về cách ăn mặc. Với suy nghĩ, bề ngoài của tôi chẳng quan trọng đâu, có đánh giá thì đánh giá bên trong đây này. Đúng một phần, không nên đánh giá một quyển sách qua cái bìa, nhưng ngược lại phải nhớ, bìa sách là thứ thu hút mắt nhìn của người khác trước khi họ quyết định có cầm nó lên và mở ra đọc hay không. Ngoại hình không đẹp đẽ nhưng phải chỉn chu, gọn gàng thì mới khiến người ta lại gần nói chuyện và biết con người thật của anh em là ai. Đừng ngần ngại mua cho mình vài bộ đồ cần thiết hợp với hoàn cảnh, vậy mới có thể giúp anh em đỡ hơn về cái bước 1, 2, 5 và 6 tôi mới kể trên. Nghèo tiền của thì được chứ đừng nghèo mấy thứ tôi vừa kể, các ông ạ.